Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ nói rằng quân Viên Thiệu có 10 vạn, muốn đánh Úc huyện Hứa. Sau đó, đến khi hai bên gặp nhau ở Quan Độ, Trần Thọ cho biết Tào Tháo không đầy 1 vạn. Trận chiến Quan Độ là trận đánh lấy 1 chọi 10. Tào Tháo thì anh minh thần võ, Viên Thiệu thì liên tiếp mắc lỗi, hơn nữa, còn toàn là những lỗi ngớ ngẩn. Kỳ thực Bùi Tùng Chi đã đưa ra 3 chứng cứ cho thấy Trần Thọ bị đặt số quân của Tào Tháo. Một là, Tào Tháo lúc cất quân đã có 5.000 quân, về sau phá Khăn Vàng lại thu thêm 30 vạn người. Viên Thiệu lập quân doanh dài mấy trăm dặm, Tào Tháo cũng chia quân chống cự, thì số quân Tào chẳng thể kém hơn quân Viên đến 10 lần. Hai là, quân Thiệu nếu đông gấp 10 thì phải vây hãm, khiến quân Tào không còn lối ra vào. Thế mà quân Tào hai lần xuất kích vào hậu phương đánh xe lương của quân Viên mà quân Viên không ngăn cản nổi. Đủ thấy quân số hai bên không thể quá chênh lệch. Ba là, sau khi Viên Thiệu thua, Tào Tháo đã bắt được 7, 8 vạn tù binh. Muốn bắt được số tù binh lớn như thế thì quân đội không thể quá ít. Tính toán của các sử gia hiện đại ước định quân Tào khoảng chừng 4, 5 vạn. Đó vẫn là nằm trong khuôn khổ quan niệm trận chiến Quan Độ là lấy ít thắng nhiều. Kỳ thực đối với Tào Tháo thì đây là trận chiến giữ mạng, tất nhiên phải dốc hết toàn lực, không thể cứ chăm chăm lấy ít thắng nhiều. Để đối lập với sự anh minh của Tào Tháo, thì Viên Thiệu phải được mô tả thành kẻ ngu ngơ. Ghi chép của Trần Thọ cho ta cảm giác Viên Thiệu chỉ cậy quân đông, mạnh mà không hề có một chiến lược nào cả. Nói như Điền Phong thì Thiệu chỉ cầu may trong một trận đánh mà thôi. Thực ra thì Viên Thiệu có một chiến lược hết sức rõ. Bài hịch đánh Tào mà Trần Thọ bỏ không chép đã viết rất rõ ràng. Thiệu dự định sẽ từ Tinh Châu vượt núi Thái Hàn, từ Thanh Châu lội sông Tế, Tháp, đại quân bơi thuyền trên sông Hoàng Hà đánh mặt trước, quân Kinh Châu xuống Uyển, Diệp giữ mặt sau, Sấm Động Hổ Vồ, cùng tụ ở Ổ Giặc. Thực tế đã cho thấy chí ít đã có quân Viên Đàm từ Thanh Châu tới hội họp ở Quan Độ. Trần Thọ không chỉ phớt lờ chiến lược tổng thể của Viên Thiệu mà còn tích cực phá hoại một số khía cạnh liên quan đến việc thực thi chiến lược ấy. Chẳng hạn như vai trò của cánh quân Kinh Châu. Trần Thọ nói rằng trong trận chiến Quan Độ, Lưu Biểu đã giữ thái độ nước đôi, biểu hứa giúp Thiệu nhưng không đến, cũng chẳng giúp Thái Tổ. Thủ hạ của Lưu Biểu là Hàn Tung, Lưu Tiên đã khuyên Lưu Biểu đừng nắm giữ 10 vạn quân, lại ngồi yên trong ngóng, thấy người này hiền mà chẳng chịu giúp, kẻ kia xin hòa cũng chẳng xong. Trần Thọ quy điều này cho sự thiếu sót về nhân cách của Lưu Biểu. Có điều Trần Thọ lại tự vạch trần sự dối trá của mình ở một chỗ khác. Trong khi khen ngợi Hoàng Giai, ông ta nói rằng trong trận Quan Độ Biểu đem cả châu hưởng ứng Thiệu. Hoàng Giai lại khuyên thái thú Trường Sa là Trương Tiễn phản Lưu Biểu để hưởng ứng Tào Tháo. Trương Tiễn đã đem 4 quận phía nam Trường Giang chống lại Lưu Biểu. Chính trong quyển 6 là chỗ mà Trần Thọ phê phán Lưu Biểu, ông ta cũng thừa nhận chiến dịch Bình Định Trương Tiễn kéo dài hơn 1 năm. Tuy nhiên, Trần Thọ lại mô tả trận đó như thể là diễn ra trước chiến dịch Quan Độ. Lưu Biểu sở dĩ không giúp đỡ Viên Thiệu là do nội bộ phát sinh biến cố rất lớn. Nhưng ngược lại Trần Thọ bẻ cong ngòi bút viết thành Lưu Biểu là kẻ nước đôi. Gần như là mỗi bước đi, Viên Thiệu và những người ủng hộ ông ta đều gặp phải sự bịa đặt, vu khống. Ngay trước khi Viên Thiệu phát binh, vẫn còn có một câu chuyện kinh điển. Đó là lúc Tào Tháo đông chinh Lưu Bị. Điền Phong đã khuyên Viên Thiệu nhân thời cơ này đánh úp phía sau Tào Tháo, thế nhưng Thiệu vì con nhỏ bị ốm mà từ chối. Điền Phong uất ức vì bỏ lỡ cơ hội tốt, đã đập gậy xuống đất. Tất nhiên, đó lại là câu chuyện bị đặt sằng bậy khác. Khi ca ngợi tướng Tào là Vu Cấm, Trần Thọ đã để lộ sự thật. Vu Cấm là viên tướng tiên phong được Tào Tháo phái đi chống cự Viên Thiệu ở Diên Tân. Trần Thọ nói, Lưu Bị đem từ châu làm phản, Thái Tổ sang đông đánh Bị. Thiệu đánh Cấm, Cấm giữ chắc, Thiệu không hạ nổi. Viên Thiệu chưa từng vì một lý do vớ vẩn mà bỏ qua cơ hội tốt. Viên Thiệu đã nhân lúc Tào Tháo đánh Lưu Bị mà tập kích Diên Tân. Diên Tân là bến vượt sông quan trọng trên dòng Hoàng Hà, đó là lý do Viên Thiệu tập kích Vu Cấm. Tuy nhiên, Viên Thiệu đã không thành công, ngược lại còn bị Vu Cấm phản kích. Nguyên nhân có thể là do phát động vội vàng và chuẩn bị chưa đủ. Trận đánh mở màn đó giúp Viên Thiệu đánh giá lại tình huống. Sau khi chuẩn bị đủ lực lượng, Viên Thiệu đã cho đại quân vượt sông từ phía Bạch Mã, rồi đánh úp sau lưng Diên Tân. Đó chính là sự kiện mà Trần Thọ cho là mở màn của chiến dịch Quan Độ. Trận đánh vây thành Bạch Mã do 3 tướng Quách Đồ, Thuần Vu Quỳnh và Nhan Lương thực hiện, nhưng Trần Thọ chỉ nhắc đến vai trò của viên tướng thứ 3 là Nhan Lương. Ngay từ khi ra quân, Thư Thụ đã kiến nghị không nên để Nhan Lương một mình gánh trọng trách.
Trần Thọ bảo rằng Viên Thiệu không nghe, nhưng thực tế Viên Thiệu đã nghe, vì người đứng đầu là Quách Đồ chứ không phải Nhan Lương. Tào Tháo đem quân đi cứu Bạch Mã, nghe theo kế của Tuân Du, một mặt giả vờ vượt sông ở Diên Tân, mặt khác phái Quan Vũ, Trương Liêu đem kỵ binh tập kích Bạch Mã. Viên Thiệu một mặt tăng viện cho Diên Tân, mặt khác lại chuẩn bị vượt sông ở hướng Lê Dương. Nhan Lương khinh địch, đi xa mấy chục dặm để đón đánh quân Tào, bị Quan Vũ tập kích chém chết. Trần Thọ nói rằng Tào Tháo giải vây cho Bạch Mã, dời hết dân ở đấy, men sông đi về phía Tây. Đó cũng lại là chuyện bịa đặt. Sau này Tào Tháo đã thú nhận với Tưởng Tế rằng trước kia cô cùng với Viên Bản Sơ đối trận ở Quan Độ, dời dân ở huyện Yên và Bạch Mã, dân chẳng trốn, mà giặc cũng không dám cướp. Trên thực tế chỉ có quân Lưu Diên là thoát ra được. Nhưng kỵ binh của Văn Xú, chữ này có một âm đọc khác là Sửu, và Lưu Bị cũng đuổi theo bén gót, đến tận chiến lũy của Tháo ở phía nam Diên Tân. Tào Tháo giao chiến, chém được Văn Xú. Trảm Nhan Lương, chém Văn Xú là hai chiến công mà phe Tào thường rêu rao, nhưng đối với thực tế chiến trường lúc đó thì chỉ là hai hạt muối bỏ biển. Nhan Lương, Văn Xú được phe Tào tân bốc là danh tướng của Viên Thiệu, nhưng trên thực tế danh tiếng của hai kẻ này chỉ thấy nhắc đến một lần duy nhất trong trận Bạch Mã, Diên Tân. Xét về đại cuộc, phòng tuyến của Tào Tháo đã bị quân Viên Thiệu đánh nát. Từ mùa thu năm trước, sau khi Viên Thiệu phá xong công Tôn Toản, Tào Tháo đã bày binh ở Lê Dương, sai Vu Cấm đóng đồn ở mé trên Hoàng Hà, tức địa điểm Diên Tân, phái Tàn Bá khuấy rối Thanh Châu và đặt đại bản doanh ở Quan Độ. Tào Tháo chiến thắng liên tiếp, nhưng cũng bỏ chạy liên tiếp. Đòn đánh vu hồi từ bên hông của Viên Thiệu đã phá tan phòng tuyến vững chắc Diên Tân. Mặc dù vậy, một số nhà bình luận hiện đại như Dịch Trung Thiên vẫn ca ngợi Tào Tháo, nói Tào Tháo phóng khoáng, đại khí, không tính toán sự được mất của thành nọ thành kia. Tào Tháo rút lui là để đường tiếp tế của Viên Thiệu dài ra, giá thành cuộc chiến sẽ cao lên. Nhưng chẳng lẽ Viên Thiệu không tính toán đến điều đó? Kết luận 1.000 chữ. Trận chiến Quan Độ không chỉ là một trong những cuộc đối đầu quân sự quan trọng nhất trong lịch sử Tam Quốc, mà còn là một bài học sâu sắc về cách lịch sử được ghi chép và truyền tải qua các thế hệ. Khi nhắc đến trận Quan Độ, đa phần chúng ta đều liên tưởng đến một cuộc chiến lấy ít thắng nhiều, nơi mà Tào Tháo, với số quân ít ỏi, đã đánh bại một Viên Thiệu đông đảo và hùng mạnh. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, chúng ta có thể nhận thấy rằng câu chuyện không đơn giản như những gì đã được kể lại. Trước hết, cần phải khẳng định rằng Tào Tháo là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba và có tài năng xuất chúng trong việc sử dụng chiến lược và chiến thuật. Những chiến công của ông trong việc đánh bại các đối thủ như Lữ Bố, Diên Thuật và cuối cùng là Diên Thiệu đã khẳng định vị thế của ông như một trong những nhân vật quan trọng nhất của thời Tam Quốc. Tuy nhiên, việc tôn vinh Tào Tháo lên tầm cao của một thiên tài quân sự đã khiến cho nhiều khía cạnh khác của lịch sử bị lu mờ hoặc bị xuyên tạc. Câu chuyện về trận Quan Độ, như đã được ghi chép bởi Trần Thọ, là một ví dụ điển hình về cách lịch sử có thể bị biến dạng qua lăng kính của người viết sử. Trần Thọ, nhà sử học nổi tiếng thời Tấn, đã viết nên Tam Quốc Chí, một tác phẩm mà đến nay vẫn được coi là một trong những tài liệu lịch sử quan trọng nhất về thời kỳ Tam Quốc. Tuy nhiên, việc ông mô tả trận Quan Độ như một cuộc đối đầu giữa một Tào Tháo anh minh, thần võ với một Viên Thiệu thiếu chiến lược, lơ là trong chỉ huy, đã để lại nhiều nghi vấn. Những nghiên cứu và phân tích hiện đại đã chỉ ra rằng số lượng quân của Tào Tháo không hề ít ỏi như Trần Thọ đã miêu tả. Thay vì chỉ có vài ngàn quân, Tào Tháo đã huy động một lực lượng đáng kể, có thể lên đến hàng chục vạn, để đối đầu với Viên Thiệu. Điều này cho thấy Tào Tháo đã dốc toàn lực để bảo vệ bản thân và đội quân của mình, thay vì chỉ đơn giản là dựa vào tài năng và chiến thuật để chiến thắng một đối thủ vượt trội về số lượng. Ngoài ra, việc Trần Thọ mô tả Viên Thiệu như một kẻ chỉ biết cậy đông quân, không có chiến lược, cũng là một sự bịa đặt nhằm tôn vinh Tào Tháo. Thực tế, Viên Thiệu đã có một kế hoạch chiến lược rõ ràng và đã từng có những bước đi đúng đắn trong cuộc chiến. Tuy nhiên, việc ông không thể phối hợp chặt chẽ các cánh quân của mình cùng với sự chuẩn bị chưa đầy đủ đã dẫn đến thất bại trước Tào Tháo. Việc Trần Thọ bỏ qua vai trò của những nhân vật quan trọng khác như Lưu Biểu, hay việc ông bịa đặt những tình tiết như Viên Thiệu từ chối tấn công Tào Tháo vì con nhỏ bị ốm, đã làm sai lệch hoàn toàn hình ảnh của Viên Thiệu trong mắt hậu thế. Những chi tiết này không chỉ làm giảm giá trị của Viên Thiệu như một đối thủ đáng gờm của Tào Tháo, mà còn làm mất đi sự công bằng trong việc đánh giá lịch sử. Trong bối cảnh đó,
trận chiến Quan Độ cần được nhìn nhận không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự, mà còn là một cuộc chiến về thông tin và danh tiếng. Tào Tháo đã thắng trận không chỉ nhờ vào tài năng quân sự, mà còn nhờ vào khả năng kiểm soát thông tin và cách mà lịch sử được ghi chép lại. Viên Thiệu, dù có những sai lầm trong chỉ huy, nhưng không phải là một kẻ ngu ngơ như Trần Thọ đã miêu tả. Ông đã thực sự là một đối thủ đáng gờm, và nếu không có những yếu tố bất lợi, có thể ông đã giành được chiến thắng. Trận Quan Độ, vì thế, không chỉ là một câu chuyện về sự đối đầu giữa hai lực lượng quân sự, mà còn là một bài học về cách mà lịch sử có thể bị biến dạng bởi những người viết sử. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, để hiểu rõ một sự kiện lịch sử, chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh rộng lớn hơn và xem xét nhiều khía cạnh khác nhau. Lịch sử không phải lúc nào cũng là sự thật tuyệt đối, mà đôi khi còn là sự phản ánh của những gì mà người viết sử muốn chúng ta tin tưởng. Cuối cùng, trận chiến Quan Độ là một minh chứng cho sự phức tạp của lịch sử và tầm quan trọng của việc tiếp cận lịch sử một cách khách quan và toàn diện. Tào Tháo là một nhân vật vĩ đại, nhưng sự vĩ đại của ông không nên được xây dựng trên sự hạ thấp và bôi nhọ danh dự của những người khác. Câu chuyện về trận Quan Độ cần được kể lại một cách trung thực, không chỉ để tôn vinh những chiến công của Tào Tháo, mà còn để hiểu rõ hơn về những thách thức và khó khăn mà Viên Thiệu đã phải đối mặt. Qua đó, chúng ta không chỉ học được về một trận chiến lịch sử, mà còn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì sự công bằng và khách quan trong việc ghi chép và truyền tải lịch sử. Điều này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ, mà còn giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về những bài học mà lịch sử mang lại, từ đó áp dụng vào cuộc sống hiện tại và tương lai.